Thưa quý vị, để giúp quý vị tìm hiểu rõ hơn những diễn biến mới nhất của thị trường chứng khoán, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông Phan Đình Thuần, chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp công ty chứng khoán MB. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Dạ vâng. Thưa ông, như chúng ta đã thấy thì thị trường đã tiếp tục tăng tốc tích cực và trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì chỉ số VN Index đã dễ dàng vượt qua mốc 770 điểm với cái đà tăng trên hàng loạt các cổ phiếu từ nhỏ đến lớn. Vậy thì trước cái hiện tượng này thì theo ông thì thị trường đã thực sự trở lại xu thế tăng hay hay chưa? Trước hết đi sâu vào phân tích thị trường đã thực sự là tăng trở lại hay chưa thì ta bổ sẻ những yếu tố là liên quan tới về phân tích kỹ thuật, về yếu tố dòng tiền và về những cái nhóm ngành cổ phiếu dẫn dắt. Như vậy thì sau một nhịp điều chỉnh vừa rồi, thị trường chỉ chớm tăng phiên ngày hôm qua, phiên phiên ngày hôm trước và phiên ngày hôm qua. Thì như vậy thì các chỉ số kỹ thuật nó vẫn chưa củng cố, nó chưa thật sự tốt. Tuy nhiên và để về phương diện kỹ thuật nó khẳng định trên cái xu hướng tăng thì chỉ khi nào mà thị trường nó vượt qua được cái mốc quan trọng là 780 điểm. Bên cạnh đó thì dòng tiền trong 2 phiên trở lại đây nó cũng chỉ xoay quanh ở mức là 4.000 tỷ mỗi phiên thì cũng chưa thực sự là bùng nổ đâu. Và hiện tại là chỉ có mỗi nhóm ngành ngân hàng thì mang yếu tố dẫn dắt thị trường mà thôi. Như vậy chỉ khi nào thị trường vượt qua được cái mốc quan trọng 780 điểm, cùng với đó nhóm ngành ngân hàng tiếp tục tăng trưởng và thị trường bùng nổ ở một phiên ở mức 6.000 tỷ thì như vậy thì ta mới khẳng định được thị trường đã thực sự bước vào xu hướng tăng trở lại. Vậy là rõ ràng là mặc dù là tất cả các cổ phiếu đều tăng, tất cả các cổ phiếu nhỏ đến các cổ phiếu lớn, cổ phiếu dẫn dắt đều tăng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng chưa thể chủ quan với cái ngưỡng 770 điểm hiện tại. Như chúng tôi quan sát thì rõ ràng là cái dòng tiền thì đã đang trở lại, nhưng mà theo như phân tích của ông thì nó cũng chưa ổn định lắm. Và cái mốc 780 điểm là một cái mốc quan trọng. Và ông cũng vừa nhắc tới cái việc là vượt qua mốc 780 điểm. Thì liệu cái niềm tin của khách hàng trong 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 cái giai đoạn nhạy cảm này, trong cái giai đoạn chớp chới giữa cái xu thế tăng, nếu như thị trường vượt qua mốc 780 điểm và ở cái mức tiệm cận đó là mức 770 điểm, thì cái niềm tin của khách hàng nó sẽ có đóng vai trò gì trong cái việc dẫn dắt thị trường này, hay là nó sẽ phải chờ vào cái sự tăng trưởng của những cổ phiếu dẫn dắt như như là cổ phiếu ngân hàng? Theo tôi những cái vấn đề này nó có liên quan với nhau. Nhóm ngành ngân hàng tăng trưởng nhiều khả năng sẽ giúp thị trường vượt qua được cái mốc 780 điểm một cách dễ dàng. Thì như thế thị trường đã chính thức bước vào xu hướng tăng trở lại thì nhà đầu tư cũng thật sự tin tưởng hoàn toàn vào thị trường. Như thế thì họ mới tiến hành giải ngân mạnh hơn và thị trường vào thời điểm đó sẽ giao dịch sôi nổi hơn và khởi sắc nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại thì theo như quan sát của tôi thì dòng tiền cũng chỉ là dòng tiền cũ tồn tại trong thị trường một thời gian qua rồi. Ở những nhịp điều chỉnh thì như vậy họ đã cắt giảm margin, chốt lời một phần danh mục. Như thế thì bây giờ họ tiếp tục họ giải ngân trở lại khi mà thị trường có dấu hiệu khởi sắc. Còn như vậy chỉ khi mà thị trường vượt qua được cái mốc kháng cự quan trọng 780 điểm thì dòng tiền mạnh hơn và lúc đó dòng tiền tươi, ta gọi là dòng tiền tươi nó mới đổ vào thị trường nhiều hơn và niềm tin của nhà đầu tư mới thực sự là được củng cố. Chúng tôi rất là đồng tình với cái nhận định của ông về cái chuyện là dòng tiền trở lại, nhưng thực ra nó là dòng tiền cũ. Và như vậy thì liệu chăng những cái cổ phiếu mang tính dẫn dắt nó sẽ đóng vai trò lớn hơn, ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn trong cái việc là đưa thị trường chính thức trở lại cái xu thế tăng khi mà vượt qua được cái ngưỡng kháng cự 780 điểm. Từ đầu đến giờ thì chúng ta nói nhiều về cổ phiếu ngân hàng. Bây giờ chúng Dạ ta sẽ vâng. nói kỹ hơn một chút. Theo ông thì cổ phiếu ngân hàng, một trong các cái cổ phiếu lớn như vậy, tại sao vào cái thời điểm này nó lại có thể đóng được một cái vai trò quan trọng trong cái việc là dẫn dắt thị trường trở lại xu thế tăng? Ta gọi là nhóm ngành ngân hàng mang tính dẫn dắt hay nói chung bất kỳ một nhóm ngành nào mang tính dẫn dắt thì ta xét ở các yếu tố là liên quan tới vốn hóa, giá trị vốn hóa của các cổ phiếu và thứ hai là cái sức ảnh hưởng của những nhóm cổ phiếu đó đối với cái chỉ số VN Index. Như vậy thì nhóm ngành ngân hàng như ta được biết đều nằm trong VN 30. Như vậy rằng là một khi những cổ phiếu ngành ngành ngân hàng tăng trưởng cùng với dòng tiền vào mạnh thì như vậy thì nó sẽ đủ sức để kéo thị trường tăng điểm, tăng trưởng. Như vậy thì ta mới gọi đó là cái nhóm ngành mang tính dẫn dắt thị trường. Còn về thời điểm thì thế nào? Hiện tại đang là cuối của quý 3. Và cái thời điểm này thì những tất cả những cái hoạt động của nền kinh tế nó cũng sẽ có những cái yếu tố rất là đặc thù vào cái thời điểm cuối cuối quý 3 đầu quý 4 này. Vậy thì giữa thị trường và ngân hàng
giữa nền kinh tế, giữa cái sự biến động của nền kinh tế với cái hoạt động ngành ngân hàng nó sẽ liên quan mật thiết đến nhau. Vậy thì theo ông vào cái thời điểm cuối quý 3 đầu quý 4 này thì những cái hoạt động kinh tế như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc tăng trưởng tiếp theo của ngành ngân hàng, từ đó dẫn tới cái việc cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt cái xu thế tăng của thị trường chứng khoán như thế nào đây? Dạ vâng, ở đây ta thấy được các cái chính sách của chính phủ mình đang dần dần quan tâm đến hệ thống ngân hàng của trong nước, đặc biệt là liên quan tới vấn đề xử lý nợ xấu. Và gần mới đây thì chính phủ đã ban hành những cái thông tư nghị định để đẩy nhanh cái tiến độ xử lý nợ xấu. Và khi xử lý nợ xấu xong thì đương nhiên ta thấy được là các ngân hàng sẽ cải thiện rõ rệt về lợi nhuận, về thị phần, cũng như là ta nói chung là cải thiện cái tình hình hoạt động kinh doanh. Và dựa trên những yếu tố đấy, hầu hết các chuyên gia, hầu hết các nhà phân tích đều nhận định các hệ thống ngân hàng của mình sẽ tốt hơn. Như vậy thì trong giai đoạn từ quý 3 đến quý 4 của năm nay thì như thế thì cái lộ trình xử lý nợ xấu sẽ được diễn ra gấp hơn, nhanh hơn và cũng mang lại nhiều kết quả khả quan hơn. Cho nên hầu hết các chuyên gia đều nhận định lợi nhuận các ngân hàng sẽ khởi sắc hơn. Và như vậy thì nhóm ngành ngân hàng được kỳ vọng nhiều, mọi tâm điểm dồn vào ngành ngân hàng nhiều. Và như vậy thì dòng tiền cũng tập trung vào nhóm ngành ngân hàng nhiều. Như vậy nhóm ngành hàng mang tính dẫn dắt thị trường. Đó là ngành ngân hàng. Và bây giờ thì chúng ta xem là bên cạnh nhóm ngành ngân hàng thì một trong những cái thứ mà chúng ta cũng không thể không nói đến đó là cái nhóm ngành bất động sản. Vâng. Hiện tại thì nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đang khiến cho nhà đầu tư chú ý tới và giao dịch trở nên nhiều hơn so với các nhóm khác. Ông đánh giá thế nào về hiện tượng này? Ta đều thấy được nhóm ngành bất động sản cũng rất là sôi nổi. Nhưng nhìn quan sát thật kỹ thì cũng chỉ những cổ phiếu bất động sản thị giá thấp như là Sacombrio, Đất Xanh và một vài Nam Long, Nam Long chẳng hạn. Đó là những cổ phiếu bất động sản thị giá thấp. Như vậy thì những cổ phiếu này nó sôi nổi hơn. Còn những cổ phiếu lớn như là Novaland hay là Vingroup thì gần như là không có biến động gì. Hầu như không có biến động. Không có biến động gì ở những hai cổ phiếu lớn này. Vậy thì ta thấy được nhiều nhà đầu tư cũng quan tâm đến những cái cổ phiếu bất động sản thị giá thấp và cái giao dịch của những cổ phiếu này nó rất là sôi động trong suốt thời gian trong những phiên thị trường mới khởi sắc cũng như là giai đoạn trước đó đều sôi động hơn. Tuy nhiên ở đây thì dựa trên cái quan điểm mà đầu tư, tôi có gửi đến các nhà đầu tư nên chú ý rằng là những cái cổ phiếu bất động sản thị giá thấp đó nó có biên độ dao động trong phiên rất lớn. Nó chỉ phù hợp đối với những nhà đầu tư nào ưu thích mạo hiểm, có khu vị rủi ro cao, như thế có thể tận dụng được cái nhịp tăng giảm của cổ phiếu trong phiên, có thể là lướt sóng thì có thể mới tối đa hóa được lợi nhuận. Còn những nhà đầu tư nào mà đầu tư về lâu dài thì có thể là không nên tham gia vào những cái cổ phiếu này, tại vì khó bắt nhịp được cái diễn biến của những cổ phiếu đó. Như vậy thì ta sai nhịp thì rất dễ bị thiệt hại. Vậy là các nhà đầu tư liên quan đến nhóm ngành bất động sản cũng cần phải cẩn trọng hơn đúng không ạ? Dạ vâng. Mặc dù nó khoác trên mình cái tấm áo bất động sản nhưng không phải là bất động sản nào cũng sẽ là những cái mã cổ phiếu mà có thể là chúng ta có thể hình dung ra được đúng không ạ? Dạ vâng. Theo như ông nói thì rõ ràng là cái nhóm, mặc dù là nhóm ngành bất động sản nhưng mà thường là các cái mã cổ phiếu nhỏ. Trong khi đó thì các cái mã cổ phiếu lớn thì hầu như là cũng không có thay đổi gì. Đó là một cái điểm rất là quan trọng để mà nhà đầu tư căn cứ vào đó để phân tích trước khi quyết định đầu tư của mình. Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn ông. Và kính thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng qua phần nói chuyện vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp những thông tin hữu ích cho quý vị trước khi quyết định đầu tư tiếp theo vào thị trường chứng khoán. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị đang theo dõi chương trình Tin Sáng. Sau đây sẽ là phần điểm lại những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã gửi tới quý vị trong bản tin vừa qua. Kết quả phiên mở thầu nhập khẩu 250.000 tấn gạo của Philippines diễn ra hôm 25 tháng 7 cho thấy có 4 doanh nghiệp của Việt Nam đã trúng thầu cung cấp 175.000 tấn cho quốc gia này, bao gồm Công ty Lương thực miền Nam, Công ty Quốc tế Gia Công, Công ty Cổ phần và Tập đoàn Tân Long và Công ty Lương thực Thực phẩm Hiệp Lợi. Các doanh nghiệp trúng thầu sẽ thực hiện giao cho Philippines trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm nay đến tháng 9 năm 2017.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát và xử lý các dự án đã được cấp phép xây dựng nhưng chậm triển khai thực hiện tại khu trung tâm của thành phố. Cụ thể là chủ đầu tư của các dự án được yêu cầu là phải nhanh chóng triển khai thực hiện lại dự án trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành công báo. Nếu quá thời hạn nêu trên mà vẫn chưa triển khai thực hiện thì sẽ căn cứ các quy định pháp lý để xem xét xử lý từng trường hợp cụ thể. 20 thị trấn quanh thủ đô Rome của Italia sẽ phải cắt nước theo giờ để đối phó với nạn hạn hán nghiêm trọng kéo dài tại quốc gia này. Khoảng 1,5 triệu cư dân trong vùng sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều người dân cho biết đây là chuyện chưa từng có tiền lệ tại quốc gia Nam Âu này. Cơ quan khí tượng của Italia ghi nhận mùa xuân năm nay là mùa xuân nóng thứ nhì kể từ năm 1800. Thiệt hại ước tính là khoảng 2 tỷ euro, tương đương với 2,3 tỷ đô la Mỹ đối với ngành trồng trọt và chăn nuôi. Ga đến mới nhất được khánh thành tại sân bay Changi của Singapore cho phép hành khách có thể check-in tự động mà không cần gặp nhân viên sân bay. Theo đơn vị quản lý, ga đi này có tổng chi phí đầu tư hơn 723 triệu đô la Mỹ. Sau khi đi vào hoạt động, nó sẽ giúp công suất phục vụ của sân bay Changi tối đa lên tới 82 triệu lượt hành khách mỗi năm và tiết kiệm được khoảng 20% chi phí cho nhân sự nhờ vào hệ thống máy móc. Bản tin sáng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.